Hay là mấy cái trò chơi ở trong cái park này các bạn. Tiếng còi xe lửa. Đây tiếng còi xe lửa nè. Hôm mới vừa bóp á. Này mình đi cái xe kéo. Này đải vàng. Này chụp hình với pumpkin. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay bằng đưa bé Ray đi Pumpkin Park ở Hawaii và sẽ quay cho mọi người cùng xem. Hôm nay là 20 tháng 10 rồi. Cái park này họ mở suốt tháng 10 luôn. Có cái trái bí ngô đang di động đó ơi. Ui cha, cái trái bí ngô nào đang di động ở đây đây. Ui cha, con đi lộn đường rồi. Bên đây nè. Hôm nay đông ha. Bởi vì năm nay cái do dịch bệnh nên là sẽ có nhiều gia đình sẽ không có thể cho mấy bé đi xin kẹo được. Nên là bằng nghĩ tới ngày 31 ở đây sẽ rất là đông. Nên là bằng đổi ý bằng sẽ đi sớm. Hôm nay 20 bằng lo đi rồi. Nếu mà các bạn nào mà chúng ta chưa đi Pumpkin Park, chưa đưa gia đình mình đi thì tranh thủ mình đi, còn hơn một tuần nữa các bạn. Đây rất là đông nè, đây là cái phòng mình mua vé. Ở đây là cái lối vô các bạn. Mình vô cổng miễn phí, không có tốn tiền. Nhưng mà chơi trò nào thì mình phải trả tiền trò đó. Năm nay cái giá mà mỗi trò chơi nó lên. Hồi năm trước có 5 đô một trò một lần chơi thôi. Năm nay nó lên 6 đô. Đây, mọi người đang dắt like để đi vô nè. $75 15 vé mà 6 đồng vé thì mình có mất 5 đồng mà. Tiết kiệm được 5 đồng à. Đây là cái bảng giá năm nay các bạn. Họ bán một lốc 15 vé chứ không có bán 10 vé giống năm trước nữa. Ok. Vé bấm tin. Rồi, vé bấm tin đi đi. Đi đi con. Chạy đi chơi đi. Bé Ân sợ chế bí hả? No, right here, mommy didn't come. Bé Ân sợ chế bí. Ân sợ chế bí, đụng chế bí hay con? Cấp hài chế bí. Vỗ tay đi. Ân, mẹ kìa. Rồi, mỗi tay một trái. Ân ơi, mỗi tay một trái. Để tay đây. Wow, mấy anh có hai trái bí to giúp ta. Anh có hai trái bí to giúp ta. Chỗ này để mình đi xe lửa các bạn. Phải mua vé mới lên được. Chút xíu nữa mình cũng quay qua đây sau. Còn bên đây là để đi xe kéo, xe máy cài kéo. Mấy cái này thì đợi ít hơn đi chơi ngựa. Đây mọi người nè. Đây mọi người họ chuẩn bị lên cái xe kéo các bạn. Trong ba cái trò chơi xe lửa, xe kéo với cưỡi ngựa là cưỡi ngựa đợi lâu nhất các bạn. Mình đợi nãy giờ hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa chơi được. Bởi vì có 4 con ngựa thôi mà quá trời người đứng xếp hàng luôn nè. Trời ơi.
có 4 người qua đây mà quá trời người xếp hàng, không biết chừng nào mới tới lượt luôn. Cái Ray vẫn còn đang đứng đi xếp hàng à. Dòng cuối rồi. Ông ơi. Nè, ra ngựa nè. Chi à, chồng già xong rồi đâu. Trời ơi, mấy ăn nó sợ con ngựa cô chú ơi. Cô chú coi mấy ăn nó sợ con ngựa kìa. Con ngồi trên con ngựa mà mặt nó nhăn nha. Trời ơi. Đợi nửa tiếng leo lên con ngựa khóc. Ê cha. Ok. Mình đi cái này được 3 vòng nha mọi người. 6 đô một lần. Đi được 3 vòng. Ngày xếp hàng hơi lâu thôi. Ở phía trước có mấy bạn đang đi, người ta phái ai cũng thích hết, ai cũng impro hết à. Nếu mình bé ăn là thấy con ngựa là sợ thôi. Giờ quen rồi, nãy chưa quen còn sợ. Chào buổi trưa. Anh này anh nói tiếng Việt. Cảm ơn. Qua đây nè. Qua đây ảnh con. Qua đó hả? That's all right. I speak Vietnamese. I'm always trying to keep in practice. So. Oh, okay. Thank you. Come on. Cảm ơn chị. Lửa đang chuẩn bị tới kìa. Mẹ ơi, hình như mình đi sai đường rồi đó. Mình phải đi cái đường sông đó mẹ. Đó, cái đường cặp á. Dịch kìa, quá trời dịch luôn. Yeah, quá trời dịch luôn anh ơi. Dịch nhiều quá hả? Anh ơi, anh thích dịch không? Dịch quá trời dịch luôn. Ở đây có một cái hồ dịch các bạn. Ok, đạp tiếp nha. Yeah. Ừ, thích hả? Anh thích hả?
ăn thích vậy. Vô đây thử đi mẹ. Ồ, có cái hồ nước lớn quá. Ở bên kia có đập dịch nữa. Ba. Ba. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.